Tội ác của một lời hứa. Vào một đêm giá lạnh, thấy ông lão nghèo khổ ngoài trời, người tỷ phú nọ lo lắng. Không cảm thấy ngoài trời lạnh lắm hay sao mà ông chẳng có áo ấm gì cả? Ông già trả lời, không có áo ấm, nhưng tôi đã quen với cái lạnh rồi. Người tỷ phú nói, hãy chờ đợi, tôi sẽ về nhà và đem đến một áo ấm cho ông. Ông già hết sức mừng rỡ, tôi sẽ chờ đợi ông. Thế nhưng, khi về nhà, do bận rộn nhiều việc quá, nên người tỷ phú nọ quên hẳn ông già đang đợi mình trong đêm giá rét. Sáng hôm sau, chợt nhớ lại, vị tỷ phú vội vã tìm đến, nhưng ông lão đã chết cóng từ bao giờ. Ông lão để lại lá thư, trong đó ông viết, khi không có áo ấm, tôi có sức mạnh tinh thần để chống lại cái lạnh, nhưng khi ông hứa giúp, tôi bám víu vào những gì ông hứa, và chính điều đó đã giết chết ý chí và sức mạnh tinh thần của tôi. Đừng hứa hẹn với ai cái gì hết nếu bạn cảm thấy khó thực hiện. Có thể nó không quan trọng với bạn, nhưng rất quan trọng đối với người khác. Làm người, nếu không giữ lời hứa, bạn chính là người không tôn trọng và cũng không biết cách giữ gìn danh dự. Khi thất hứa, bạn đã đẩy người ta vào khó khăn, thậm chí có thể đưa họ vào chỗ chết. Đó chính là tội ác.